Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách lắp đặt của máy ép chậm và SG22 nha. Đây là ống tiếp nhiên liệu này. Đây là bộ phận đầu tiên, bộ phận thứ hai á là chụp ảnh. Bộ phận thứ ba là lấy mật. Bộ phận thứ tư là thông trắng. Thì mọi người để đúng dấu mũi tên này. Đây, mọi người để đúng như dấu mũi tên chủ khóa như thế này, mọi người vặn nhẹ như này là được. Và đây là cách lắp đơn giản nhất, là mọi người lắp xong rồi là mọi người sẽ lắp vào đây. Thì lắp vào đây chỉ lưu ý đây là dấu mũi tên mở này, đây là dấu mũi tên đóng. Thì mọi người để nghiêng lại một tí, nghiêng lại một tí. Để nghiêng như thế này. Tương tự khi mà mình mở ra thì mọi người đứng đây là cái nút mở này, bấm vào mọi người đóng vào này, mọi người đẩy nhẹ ra đây, mọi người mở ra đó. Đây là cái máy ép trục ngang rất là dễ vệ sinh, gọn nhẹ, chỉ cần lắc xong lấy cái này để vệ sinh thôi. Còn bộ phận này thì mình nguyên như này.